Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sử Ký thứ nhất, chương 1. Adam sanh Seth, Seth sanh Enoch, Enoch sanh Kenan, Kenan sanh Mahalale, Mahalale sanh Jared, Jared sanh Henoch, Henoch sanh Methuselah, Methuselah sanh Lemech, Lemech sanh Noe, Noe sanh Shem, Cham và Japhet. Con trai Japhet là Gome, Magog, Madai, Yavan, Tuban, Meshiek và Tira. Con trai của Gome là Akena, Diphat và Togama. Con trai của Yavan là Elisha, Tareshi, Kittim và Rodanim. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phút và Canaan. Con trai của Cúc là Sheba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sheba và Dedan. Cúc sinh Nimrod, người khởi đầu làm anh hùng trên mặt đất. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Phát-ru-sim, họ Cách-lu-him. Bởi đó sanh ra họ Philistin và họ Cáp-tô-rim. Canaan sanh ra Sidon là trưởng nam và Het cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Girgashit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit và họ Hamatit. Con trai của Sem là Elam, Asurơ, Abaksát, Lút, Aram, Uxơ, Hulơ, Gete và Meshiek. Abaksát sanh Selach, Selach sanh Hebe, Hebe sanh được hai con trai. Một con kêu tên là Belet, bởi vì trong đời người đó đất đã chia ra. Còn tên của người em là Joktan. Joktan sanh Amodát, Selep, Hashamavet, Yerach, Hadoram, Usa, Diekla, Eban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Yobab. Hết thảy những người đó đều là con trai của Joktan. Sem sanh Abaksát, Abaksát sanh Selach, Selach sanh Hebe, Hebe sanh Belet, Belet sanh Rehu, Rehu sanh Seruk, Seruk sanh Nako, Nako sanh Thare, Thare sanh Abram, cũng gọi là Abraham. Con trai của Abraham là Isaac và Ismael. Này là dòng dõi của chúng. Con cả của Ismael là Nebaioth, kế đến Keda, Akbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hadad, Thema, Yethu, Naphit và Kedma. Đó là các con trai của Ismael. Ketura, vợ nhỏ của Abraham, sanh các con trai là Simram, Yoksan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Yoksan sanh Sheba và Dedan. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Những người ấy đều là con cháu của Ketura. Abraham sanh ra Isaac. Con trai của Isaac là Esau và Israel. Con trai của Esau là Elipha, Reuen, Jeúc, Yalam và Cora. Con trai của Elipha là Theman, Oma, Sephi, Gatham, Kena, Thima và Amalek. Con trai của Reuen là Nahat, Serach, Shamma và Mitsa. Con trai của Seir là Lothan, Soban,
Sibeon, Ana, Dishon, Exe và Dishan. Con trai của Lô Thang là Hori và Homan, còn Thimna là em gái Lô Thang. Con trai của Soban là Alian, Manahat, Eban, Shephi và Onam. Con trai của Sibeon là Aya và Ana. Con trai của Ana là Dishon. Con trai của Dishon là Hamram, Edban, Yitran và Keran. Con trai của Exe là Binhan, Savan và Yaakan. Con trai của Dishan là Uxer và Aran. Khi trước dân Israel chưa có một vua cai trị, thì đây là danh các vua trị vì xứ Edom. Bela, con trai Beo, tên bổn thành là Dinhaba. Vua Bela băng Yobab, con trai Serach người Bốt-ra kế vị. Vua Yobab băng Husam người xứ Thê-mang kế vị. Vua Husam băng Hadad, con trai Bê-đát kế vị. Chính vua này đánh được dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp, tên bổn thành là A-vít. Vua Hadad băng Sam-la người Ma-rê-ca kế vị. Vua Sam-la băng Sao-lơ người Rê-hô-bốt ở trên bờ sông kế vị. Vua Sao-lơ băng Ba-anh-ha-nan con trai Ạc-bồ kế vị. Vua Ba-anh-ha-nan băng Hadad kế vị. Tên bổn thành là Pha-i, còn vợ người tên là Mê-hê-ta-bê-ên con gái của Mác-rết cháu ngoại Mê-sa-háp. Vua Hadad băng. Các trưởng tộc xứ Edom là trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Alia, trưởng tộc Yê-tết, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phi-nôn, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Thê-mang, trưởng tộc Mép-sa, trưởng tộc Mác-đi-ên và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom. Chương 2. Con trai của Israel là Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad và Asher. Con trai của Juda là Er, Onan và Shela. Ba người này Juda sanh ra bởi con gái Shua người Canaan. Er, con cả của Juda, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài giết nó đi. Tama là dâu của Juda, sanh cho người Phê-rết và Sê-rách. Tổng cộng các con của Juda được 5 người. Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Con trai của Sê-rách là Sim-ri, Ê-thang, Hê-mang, Canh-côn và Đa-ra, cộng là 5 người. Con trai của Cạc-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Israel, phạm đến vật nghiêm cấm. Con trai của Ê-thang là A-sa-ria. Con trai Hết-rôn sanh ra là Giê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai. Ram sanh ra Aminadab. Aminadab sanh Nahashon, làm quan trưởng của người Juda. Nahashon sanh Sanma. Sanma sanh Bo-ô. Bo-ô sanh Obed. Obed sanh Ishai. Ishai sanh con đầu lòng là Eliab, con thứ nhì là Abinadab, thứ ba là Shimea, thứ tư là Nathanael, thứ năm là Radai, thứ sáu là Osem, thứ bảy là David. Còn Seruya và Abigail là chị em của những người ấy. Seruya có ba con là Abishai, Joab và Asael. Abigail sanh Amasa. Cha của Amasa là Giê-the, người Ít-ma-ên. Caleb, con của Hết-rôn lấy vợ, là Asuba với Jeriot, rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp và Ạc-đôn. Asuba qua đời thì Caleb lấy Ê-phê-rát, nàng sanh Hu-rơ cho người. Hu-rơ sanh Uri, Uri sanh ra Bết-sa-lê-ên. Sau khi ấy, Hết-rôn đã được 60 tuổi, bèn cưới con gái của Ma-ki là cha của Ga-la-át mà làm vợ. Người nằm cùng nàng, nàng sanh được Sê-gúp. Sê-gúp sanh Giai-rơ. Người này được 23 thành trong xứ Ga-la-át. Dân Gê-su-rơ và dân Si-ri chiếm lấy những thành Giai-rơ và Kê-nát,
luôn với các hương thôn của địa hạt nó, cộng là 60 thành. Những người ấy đều là con cháu Maki, cha Galaad. Sau khi Hết-rôn qua đời tại Caleb Ephrathah rồi, thì vợ người là Abia sanh cho người Asurơ, là cha của Thekoa. Jerahmeel, con trưởng nam của Hết-rôn, sanh Ram, là con đầu lòng. Kế đến Buna, Oren, Osem và Ahija. Jerahmeel lại lấy vợ khác, tên là Atara, mẹ của Onam. Con trai của Ram, con trưởng nam của Jerahmeel là Ma'at, Yamin và Eke. Con trai của Onam là Shamai và Yada. Con trai của Shamai là Nadab và Abishu. Tên vợ của Abishu là Abihai. Nàng sanh cho người Akban và Molid. Con trai của Nadab là Shele và Abbaim. Nhưng Shele qua đời không có con. Con trai của Abbaim là Yishi. Con trai của Yishi là Sheshang. Con trai của Sheshang là Aklai. Con trai của Yada, em Shamai là Yetha và Jonathan. Yethe qua đời, không có con. Con trai của Jonathan là Phelet và Sasa. Ấy là con cháu Jerahmeel. Vả Sheshang không con trai, song có con gái. Cũng có một đứa tôi tớ Egypto tên là Yara. Sheshang gả con gái mình cho nó. Nàng sanh Atai cho người. Atai sanh Nathan. Nathan sanh Sabat. Sabat sanh Ebla. Ebla sanh Obed. Obed sanh Jehu. Jehu sanh Asaria. Asaria sanh Helet. Helet sanh Elasa. Elasa sanh Shitmai. Shitmai sanh Shalum. Shalum sanh Jekamia. Jekamia sanh Elishama. Con trai Caleb là em của Jerahmeel, là con cả của Mesha, tức tổ phụ của Sip, và những con trai của Maresha là tổ phụ của Hebron. Con trai của Hebron là Kora, Tabua, Rekem và Shema. Shema sanh Racham, là tổ phụ của Jokeam, còn Rekem sanh Shamai. Con trai của Shamai là Maon, và Maon là tổ phụ của Bethshua. Epha là hầu của Caleb, sanh Haran, Một Sa và Gase. Haran sanh Gase. Con trai của Yadai là Regem, Yothan, Gesang, Phelep, Epha và Sa'ab. Hầu của Caleb là Ma'aka, sanh Shebe và Tirana. Nàng cũng sanh Sa'ab, là tổ phụ của Macmana, Sheva, tổ phụ của Macbena và tổ phụ của Gibea. Con gái Caleb là Aksa. Đây là những con cháu của Caleb. Soban, con trai của Hurơ, là con trưởng nam của Ephrata và tổ phụ của Kiriat Yearim. Sanma, tổ phụ của Bethlehem. Hareb, tổ phụ của Bethgade. Soban, tổ phụ của Kiriat Yearim có con trai, người sanh Haroe và nửa phần dân Menuhot. Các dòng của Kiriat Yearim là Yitrit, Futit, Sumatit và Mitrait. Cũng bởi những dòng ấy mà có dân Soratit và dân Ettaulit. Con cháu của Sanma là Bethlehem, người Netophatit, người Akrot Bethioab, nửa phần dân Manahatit và người Sorit. Lại các họ hàng của những thầy thông giáo ở Yabet là họ Tiratit, họ Shimatit và họ Sukatit. Ấy là dân Kenit, sanh ra bởi Hamat, tổ tiên của nhà Rekab. Chương 3. Này là những con trai David sanh tại Hebron. Con trưởng nam là Amnon bởi Ahinoam người Gitreel. Con thứ nhì là Daniel bởi Abigail người Cạc-mên. Thứ ba Absalom, con trai của Ma'aka, con gái của Tanmai, vua đất Gesurơ. Thứ tư Adonia, con trai của Hagit. Thứ năm Shephatia, con trai của Abitan. Thứ sáu Yitream, con của Ecla, vợ David. Sáu con trai này sanh tại Hebron. Ở đó David trị vì 7 năm 6 tháng, còn tại Jerusalem, David trị vì 33 năm. Đây là những con trai David sanh tại Jerusalem: Shimea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người, đều là con của Bác-sua, con gái của Amien. Lại có Giba,
Elishama, Eliphelet, Noga, Nefet, Yafia, Elishama, Eliyada và Eliphelet, cộng được 9 người. Ấy là những con trai của David, chẳng kể các con trai của những cung phi và Tama là chị em của chúng. Con trai Salomon là Roboam. Con trai Roboam là Abia. Con trai Abia là Asa. Con trai Asa là Josaphat. Con trai Josaphat là Joram. Con trai Joram là Achasia. Con trai Achasia là Joach. Con trai Joach là Amasia. Con trai Amasia là Asaria. Con trai Asaria là Jotham. Con trai Jotham là Acha. Con trai Acha là Ezechia. Con trai Ezechia là Manashe. Con trai Manashe là Amon. Con trai Amon là Yosia. Con trai của Yosia, con trưởng nam là Johanan. Con thứ nhì là Jehoiakim. Thứ ba là Sedekia. Thứ tư là Shalum. Con trai của Jehoiakim là Jechonia và Sedekia. Con trai của Jechonia, tức người bị lưu đày, là Salathien, Mankiram, Fedaya, Shenasa, Yekamia, Hosama và Nedabia. Con trai của Fedaya là Sorobaben và Shimei. Con trai của Sorobaben là Meshulam và Hanania. Còn Shelomit là chị em của chúng. Lại có Hashuba, Ohen, Berekia, Hashadia, Yusab Heset, cộng là 5 người. Con trai của Hanania là Phelatia và Esai. Lại có con cháu Rephaya, con cháu Aknan, con cháu Obadia và con cháu Shekania. Con trai của Shekania là Shemaya. Những con trai của Shemaya là Hattuk, Jigan, Baria, Nearia và Shaphat, cộng được 6 người. Con của Nearia là Elioenai, Ezechia và Ariham, cộng được 3 người. Con trai của Elioenai là Hodavia, Eliashib, Phelaya, Akub, Johanan, Delaya và Anani, cộng được 7 người. Thi Thiên 129. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói, từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, đã khô héo trước khi bị nhổ. Người gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói, nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi. Chương 7. Xảy ra trong năm thứ tư vua Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng Kít-lêu. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rết-se và Regem-mê-lét cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và cùng các đấng tiên tri mà rằng: tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng năm như tôi đã làm trong nhiều năm chăng? Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng: các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? Ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va cậy các đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Jerusalem và những thành chung quanh nó có dân cư được thịnh vượng, và khi phương Nam và đồng bằng có dân cư hay sao? Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình. Chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó. Và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình.
nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đằng sau và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Vậy nên, có sự thịnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết. Vậy, đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về, vì chúng nó đã làm cho đất vui thích, thành ra hoang vu. Chương 8. Lại có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: ta đã nổi ghen vì Si-ôn bởi một cơn ghen lớn, ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chân thật, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ còn có những ông già bà già ở trong các đường phố Giê-ru-sa-lem. Ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay vì cớ mình cao tuổi. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót này, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: này, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây và đem chúng nó đến. Chúng nó sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi là kẻ đang những ngày này nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri, trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây lên, thì các ngươi khá làm tay mình nên mạnh. Vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ cừu địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào, vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Nhưng bây giờ ta sẽ không đãi những kẻ sót lại của dân này như trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: vì ở đó sẽ có hột giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Các tầng trời sẽ sa mắt xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thế nào, thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thế ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta, và ta không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận, và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: sự kiêng ăn về tháng tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về tháng mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra các dân và dân cư nhiều thành đều đến, và dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va
và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân, ta cũng sẽ đi. Như vậy, có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.